thân ái chào quý vị và các bạn đang xem tử vi trọn đời tuổi đinh mão sinh năm 1987 nam mạng nam mạng đinh mão cung khảm trực chấp mạng lư trung quả khắc kiếm phong kim con nhà xích đế xương con mèo tướng tinh con gà cậu tài cậu quý độ mạng tổng quan tử vi nam mạng tuổi đinh mão tử vi thấy rằng cuộc đời của tuổi đinh mão đa số gặp nhiều may mắn về đường công danh sự nghiệp mỗi khi quyết tâm làm điều gì đó kết quả họ nhận được rất như ý dù có khó khăn cũng được quý nhân phù trợ giúp đỡ hiếm khi tuổi đinh mão cho phép bản thân mình được hưởng thụ nghỉ ngơi họ luôn chăm chỉ cố gắng làm việc phấn đấu không ngừng nghỉ để xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định không ít những lần họ dấp phải thất bại nhưng niềm tin và ý chí luôn thôi thúc họ tiến lên phía trước chinh phục thành công những người tuổi đinh mão rất hòa đồng thân thiện và tốt bụng họ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh đó là lý do tại sao tuổi đinh mão được rất nhiều người yêu quý tôn trọng về tình duyên đinh mão là người có trái tim thật thà và chân thành họ không giỏi chinh phục người khác nhưng lại biết cách để phát huy những điểm mạnh của mình trước mặt đối phương thời còn trẻ đinh mão đã trải qua vài lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm đó là điều khiến họ đau khổ trong một thời gian dài nhưng có vấp ngã đinh mão mới trưởng thành và chín chắn hơn. Khi đã kết hôn tuổi đinh mão tâm toàn ý chăm lo gia đình của mình, dù có những lúc bận rộn với công việc nhưng họ vẫn luôn dành nhiều thời gian cho những người thân xung quanh đặc biệt là người bạn đời của mình. Nam mạng tuổi đinh mão may mắn lấy được người vợ đảm đang hiếu thảo hết lòng chăm lo cho gia đình gia đạo và sự nghiệp. Đường công danh sự nghiệp có nhiều thăng trầm, lúc may mắn, lúc phát triển, trì trệ, khó khăn. Mặc dù gặp nhiều may mắn trên con đường xây dựng sự nghiệp nhưng cũng có lúc sự chủ quan của tuổi Đinh Mão khiến cho họ mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Đinh Mão nên xây dựng nhiều mối quan hệ hợp tác làm ăn thích hợp để phát triển quy mô công việc. Hơn nữa, Tham gia làm việc tập thể cũng là một trong những phương pháp làm việc hiệu quả được nhiều người áp dụng. Khi gặp khó khăn không thể tự mình giải quyết, bạn có thể tìm đến sự trợ giúp của người thân hoặc bạn bè. Gia đình hòa hợp im ấm, anh em hòa thuận yêu thương nhau. Tuy có lúc xảy ra mâu thuẫn cãi vã, nhưng người tuổi đinh mão đã khéo léo hòa giải duy trì mối quan hệ thân thiết gắn bó. Tuổi hợp làm ăn, lựa chọn tuổi hợp làm ăn giúp tuổi đinh mão gặp được nhiều may mắn thuận lợi hơn trong công việc những người tuổi giáp tuất nhâm thân mậu thìn không chỉ hòa hợp với đinh mão về tính cách mà còn mang lại nhiều may mắn thuận lợi đến cho họ lựa chọn vợ chồng khi kết hôn hoặc lựa chọn tuổi hợp phù hợp với mình bạn sẽ có cuộc sống hôn nhân hòa hợp thuận lợi hạnh phúc Ngược lại, nếu kết hôn với tuổi đại kỵ không phù hợp sẽ dẫn đến nhiều mâu thuẫn cuộc sống, công việc không được như ý muốn. Kết hôn với những tuổi nhâm thân, mậu thìn, bính dần, giáp tuất được hưởng cuộc sống sung sướng đầy đủ vợ chồng hòa thuận kề vai sát cánh cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách kết hôn với tuổi ất hợi ất sửu kỷ tỵ ất mùi tân mùi đây là sự kết hôn khá hoàn hảo tuy nhiên muốn duy trì mối quan hệ lâu dài hòa hợp đinh mão cần phải dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc quan tâm và lắng nghe những tâm tư tình cảm của đối phương nếu kết hôn với những tuổi kỷ mão đinh mão quý dậu mối quan hệ sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn tranh chấp và dễ dẫn tới rạn nứt cả hai nên hai bên cần phải biết cách nhượng nhịn và trân trọng nhau nhiều hơn nữa mới có thể duy trì được hạnh phúc hôn nhân vào độ tuổi 16, 18, 24, 28, 36 và 40 tuổi Đinh Mão không nên tiến hành chuyện ăn nói, ăn hỏi cưới sinh Bởi đây là những năm vận mệnh kém may mắn không thuận lợi để tiến hành những việc quan trọng trong cuộc đời Đinh Mão là những người khéo léo trong giao tiếp và ứng xử Bởi vậy họ xây dựng được nhiều mối quan hệ rộng rãi và được nhiều người quý, yêu quý theo đuổi Thế nhưng những người này rất nghiêm túc trong chuyện tình yêu Họ không bao giờ tùy tiện, rung động trước một ai đó Tình yêu của tuổi đinh mão phải được xây dựng Trên sự thấu hiểu, đồng cảm và gắn bó lẫn nhau Tuổi đại kỵ Tuổi đại kỵ cũng là một trong những yếu tố gây cản trở khó khăn đến công việc, hôn nhân và cuộc sống Nếu muốn mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn Bạn nên tránh những tuổi bính tý, giáp tý, nhâm ngọ và canh ngọ Năm khó khăn nhất, trong cuộc đời có những năm tuổi đinh mão gặp phải khó khăn triền miên không thể tự mình giải quyết khiến cho tinh thần vô cùng hoang mang ở độ tuổi 24 26 30 34 và 38 tuổi Nam Mạng Đinh Mão làm việc gì cũng phải thận trọng không nên dội dàng quyết định theo trực giác dẫn tới những sai lầm nghiêm trọng nếu kiên trì vượt qua giai đoạn khó khăn này tuổi Đinh Mão sẽ xây dựng được sự nghiệp vững chắc ổn định ngày giờ xuất hành hợp nhất đinh mão là những người chăm chỉ và cần cù trong công việc nhưng đôi lúc kết quả nhận được lại không xứng đáng với công sức mà họ bỏ ra nếu tiến hành công việc vào giờ lẻ ngày chẵn tháng chẵn công việc của người tuổi đinh mão sẽ vô cùng thuận lợi và may mắn diễn tiến từng năm từ năm 21 tuổi đến năm 25 tuổi đây là khoảng thời gian mà tuổi đinh mão tự thân lập nghiệp ban đầu sẽ gặp khó khăn rắc rối nhưng chỉ cần bình tĩnh nhẫn lại nhẫn nại và kiên trì đối mặt với khó khăn họ sẽ có thể vượt qua được dễ dàng tuổi 24 cần đề phòng bị kẻ xấu lừa gạt lợi dụng thiệt hại về tài sản từ tuổi 26 đến năm 30 tuổi tuổi 26 cần chú ý một số vấn đề về sức khỏe không nên chủ quan làm việc quá sức điều đó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe trong tương lai từ năm 27 tuổi đến năm 30 tuổi, nhìn chung bản mệnh không có gì đáng lo ngại, công việc thuận lợi, thu nhập ổn định. Từ năm 31 đến năm 35 tuổi, năm 31 tuổi công việc kém sắc so với năm trước. Làm việc gì cũng phải thận trọng bình tĩnh, trong thời gian này nên xây dựng những mối quan hệ làm ăn tốt đẹp và dành nhiều thời gian để quan tâm chăm sóc gia đình. Tuổi 35 cuộc sống sung sướng an nhàn có nhiều niềm vui mới từ năm 36 đến năm 40 tuổi. Đây là khoảng thời gian có nhiều biến động nhất trong cuộc đời của người tuổi Đinh Mão. May mắn là những biến động ấy diễn ra theo chiều hướng tích cực giúp cho công việc, cuộc sống gặp nhiều may mắn thuận lợi hơn, tài lộc dồi dào. Đây là khoảng thời gian thích hợp để tuổi Đinh Mão mở rộng quy mô làm ăn, phát triển, sự nghiệp vươn xa hơn. Từ năm 41 đến năm 45 tuổi, công việc vẫn duy trì ổn định nhưng tình duyên lại không mấy thuận lợi. Tử vi trọn đời thấy rằng tuổi Đinh Mão cần dành nhiều thời gian hơn để chăm lo cho gia đình mình, hàng gắn cũng cố mối quan hệ với những người thân trong nhà, trong nhà. Từ năm 46 đến năm 50 tuổi, gặp một số trục trặc trong công việc nhưng may mắn có quý nhân trợ giúp, giúp đỡ vượt qua khó khăn. Tuy vậy công việc vẫn có phần giảm sút không còn được thăng tiến thịnh vượng như trước, từ năm 51 đến năm 60 tuổi công việc ổn định hơn, có cuộc sống sung sướng an nhàn đầy đủ, tuy nhiên sức khỏe bị ảnh hưởng cần phải chữa trị kịp thời. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, xin chúc quý vị và các bạn được nhiều may mắn thuận lợi trong công việc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.